trong tập phát sóng hôm nay. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thực của bạn Lê Ngọc Hải, chàng trai đặc biệt đến từ ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Văn Lang. Điểm qua những thước phim ấn tượng trong lễ tốt nghiệp của sinh viên Văn Lang từ những năm trước. Khám phá top 5 quán cà phê học tập thú vị tại Sài Gòn. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau khởi động tuần mới. Bạn đã trở lại với tập 12 của Khởi động tuần mới trên Văn Lang TV. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, chúng ta lại được đồng hành cùng nhau để bắt đầu một tuần học tập làm việc với nhiều dự định mới. Cả tuần học tập và làm việc sẽ càng hiệu quả hơn nữa nếu như mà chúng ta được điểm lại những tin tức nổi bật trong tuần vừa qua. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không cùng chúng mình đến với chuyên mục Chuyển động tuần qua. Vào sáng ngày 11 tháng 7 năm 2022, hành trình thực tập quốc tế của nhóm sinh viên Văn Lang tại Nhật Bản đã chính thức bắt đầu. Cụ thể, 16 bạn sinh viên thuộc ngành Đông Phương Học, Khoa Xã hội và Nhân văn trường Đại học Văn Lang đã bắt đầu tham gia kỳ thực tập tại doanh nghiệp Nhật trong 10-12 tháng tới. Tại đây, các bạn sinh viên sẽ có dịp trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế với mức lương, chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo như thỏa thuận từ trước. Sau khi hoàn tất kỳ thực tập, các bạn sẽ nhận được chứng nhận thực tập do doanh nghiệp uy tín cung cấp và được nhà trường công nhận tín chỉ thực tập. Tiếp nối chuỗi hoạt động tham quan và học tập tại Việt Nam của đoàn sinh viên Đại học Liverpool John Morris, vào sáng ngày 12 tháng 7 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức buổi workshop vẽ túi tote, chủ đề về môi trường cho sinh viên Văn Lang và sinh viên Anh Quốc. Buổi workshop tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được tự tay trang trí những chiếc túi vải thường ngày và tái sử dụng chúng trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng là dịp để giúp sinh viên nâng cao nhận thức sống với nhiều kiến thức mới, đồng thời gắn kết tình cảm giữa sinh viên hai nước lại gần nhau hơn. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 7, đoàn sinh viên trường Đại học Liverpool Joe Marus tiếp tục tham gia hoạt động workshop với chủ đề Kinh tế tuần hoàn tại cơ sở chính do Viện Đào tạo Quốc tế và Khoa Môi trường đồng tổ chức. Các thầy cô và sinh viên giữa hai nước cùng tìm hiểu, thảo luận và chia sẻ quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan đến dự án phát triển bền vững mà trường Đại học Văn Lang đã và đang xây dựng, nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng phát triển bền vững trong ngành du lịch và nhiều chủ đề khác nữa. Nhằm chung tay lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng và xây dựng trường học xanh sạch đẹp, Viện IMTech trường Đại học Văn Lang đã phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động công tác xã hội, vẽ tranh tường tại trường Trung học phổ thông Trần Văn Dầu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó, thầy trò ngành thiết kế nội thất của trường chúng ta cũng đang thực hiện dự án trang trí vách khu xưởng thực hành kế bên vườn dược liệu, tạo không gian gần gũi với các bạn sinh viên Văn Lang. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2022, trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Waikato, New Zealand hợp tác với nhau nhằm mở rộng cơ hội học tập cho các bạn sinh viên trong lĩnh vực truyền thông nói chung và ngành quan hệ công chúng nói riêng. Cụ thể, bên cạnh chương trình tiêu chuẩn và chương trình đặc biệt, sinh viên sẽ có thêm sự lựa chọn là chương trình liên kết 2+2, hợp tác với trường Đại học Waikato, New Zealand với hai giai đoạn học tập. Các bạn có thể truy cập vào fanpage của trường Đại học Văn Lang để biết thêm thông tin về việc tuyển sinh của ngành học mới này nhé. Trong môi trường làm việc nhóm tại đại học, kỹ năng mềm của các bạn sinh viên là cực kỳ quan trọng. Hiểu được điều đó, trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chuỗi chương trình hoàn thiện kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên Career Development Series với hai buổi học chính trong ngày 12 và ngày 15 tháng 7 năm 2022. Sự kiện còn có sự hiện diện của các khách mời với những chia sẻ thực hành và tìm hiểu về kỹ năng làm việc nhóm, các vấn đề liên quan đến CV và cách xử lý các vấn đề thường gặp trong đời sống văn phòng và môi trường agency. Môi trường trường Đại học Văn Lang vào ngày 13 tháng 7 vừa qua đã tổ chức thành công hội thảo công bố tiến độ dự án quốc tế Pure Cycle 9 Nano Assay Spill Mediations of Diffuse Dioxin in Soy and Sediment. Dự án diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm thảo luận và trình bày tiến độ thực hiện dự án cũng như các phương án xử lý các vấn đề dự án tiếp tục phát triển trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đang tiếp tục triển khai các hoạt động và vấn đề liên quan đến việc xử lý dioxin trong đất và trầm tích tại các khu vực sân bay ở Biên Hòa, Phú Cát và Đà Nẵng.
hiểu được những giá trị thiết thực và tầm quan trọng mà nghệ thuật hát bội truyền thống mang lại. Vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2022, Khoa quan hệ công chúng truyền thông Trường Đại học Văn Lang đã phối hợp với Nhà hát nghệ thuật hát bội Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu sân khấu học đường tại hội trường N2T1 với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, đại diện Nhà hát nghệ thuật hát bội Việt Nam. Các bạn sinh viên được tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển và nghệ thuật hóa trang mặt nạ của bộ môn nghệ thuật này. Chương trình không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức từ học phần cơ sở văn hóa Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm đối với các bạn học sinh lớp 12 vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, xét theo kết quả học bạ đợt 1 và 2 năm học 2022 với 21 ngành đại học. Mức điểm chuẩn của các ngành trên dao động từ 18 đến 24 điểm. Đặc biệt, 3 ngành hot của Trường Đại học Văn Lang gồm ngành quan hệ công chúng, ngành truyền thông đa phương tiện và ngành marketing có mức điểm chuẩn tăng so với điểm sàn. Những thông tin cần thiết về việc trúng tuyển, đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sẽ được fanpage Trường Đại học Văn Lang cập nhật liên tục. Các bạn hãy chờ đợi và theo dõi nhé! Nhằm mục đích truyền cảm hứng cũng như động lực giúp các bạn sinh viên Văn Lang tự tin hơn trong việc lựa chọn hình thức thực hiện khóa luận tốt nghiệp, vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2022, câu lạc bộ Nghe Nghĩ Nói đã tổ chức talk show Đột phá khóa luận định hướng tương lai tại tòa F phòng 8.4 cơ sở chính. Với sự góp mặt của thạc sĩ Trần Ngọc Anh Vũ, giảng viên khoa quan hệ công chúng truyền thông và 3 sinh viên đạt điểm số cao nhất trong kỳ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa quan hệ công chúng truyền thông năm 2022. Buổi talk show không chỉ xoay quanh những nội dung chia sẻ học thuật mà còn có những hoạt động trò chơi giao lưu thú vị giữa khách mời và các bạn sinh viên. Sau nhiều ngày chờ đợi, lịch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học cao đẳng năm 2022 cũng được gửi đến các tân khoa Văn Lang vào ngày 15 tháng 7 vừa qua. Lễ tốt nghiệp diễn ra vào tháng 7 2022 trong 3 ngày, mỗi ngày gồm 2 buổi theo thứ tự là từ 7 giờ đối với ca buổi sáng và 13 giờ đối với ca buổi chiều, được tổ chức trang trọng và chú đáo tại hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở chính. Lịch tổ chức cụ thể đã được cập nhật trên các fanpage của trường, các anh chị tân khoa có thể nốt lại và theo dõi thông tin thường xuyên để chuẩn bị cho buổi lễ vô cùng quan trọng này nhé. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng vì dịch, Ngày hội sinh viên Văn Lang đã chính thức quay trở lại vào ngày 17 tháng 7 năm 2022 vừa qua, diễn ra tại sân vận động Phú Nhuận. Đây là dịp sinh viên Văn Lang được thỏa sức vui chơi và giao lưu sau những giờ học căng thẳng. Ngoài ra, sinh viên còn được thể hiện bản thân và học hỏi nhiều điều mới thông qua các hoạt động đặc trưng của từng khoa. Cuối ngày, đêm nhạc hội với sự góp mặt từ các khách mời đặc biệt đã khiến không khí tại sân vận động trở nên bùng nổ và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Quả là một ngày hội sinh viên đáng nhớ đối với trường Văn Lang của chúng ta đúng không nào? Nhằm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 hàng năm, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hoạt động thường niên Ngày hội Gia đình Văn Lang năm 2022 tại khu du lịch Bình Quế 1 cho 350 công đoàn viên vào ngày 17 tháng 7. Ngày hội không chỉ có các hoạt động team building, trải nghiệm chụp hình với phong cảnh dân dã hay tham dự tiệc buffet tại khu vực khẩn hoang Nam Bộ, mà còn có các phần thưởng thú vị dành cho các công đoàn viên tham gia. Từ đó, nhiều giá trị tinh thần đặc biệt và tích cực về văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội cũng được lan tỏa và tuyên truyền thông qua ngày hội ý nghĩa này. Cho dù là tuần nào đi chăng nữa thì những hoạt động và sự kiện tại trường Văn Lang cũng không bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt cả. Chính vì vậy mà khởi động tuần mới của chúng ta tuần nào cũng sôi nổi hết ha. Đương nhiên rồi, và trong các sự kiện đó luôn luôn có sự góp mặt của các bạn sinh viên Văn Lang tràn đầy nhiệt huyết và rất tài năng. Anh Khoa nhắc đến sinh viên tài năng của Văn Lang á, làm em nhớ đến có một anh sinh viên năm 3 thuộc ngành thiết kế đồ họa. Vừa mới đây thôi á, anh đoạt được giải cao từ cuộc thi nào đó mà tự nhiên em quên mất tiêu rồi. Để anh nhắc cho Lam nhớ nha, đó là cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới 2022. Và anh Lê Ngọc Hải, sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường chúng ta đã xuất sắc đạt được giải nhất bảng A vòng chung kết quốc gia đó nha. Wow, cái thông tin này thì Ngọc Anh cũng biết nha. Ngọc Anh còn nghe nói là sắp tới anh Lê Ngọc Hải còn được làm đại sứ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết tại Hoa Kỳ từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7 nữa đó. Wow, đã là một nhân vật đặc biệt và có một cái profile xịn sò như vậy thì làm sao mà mình bỏ qua được đúng không? Và như thường lệ, ngày hôm nay tại trường quay này, Minh Khoa sẽ nhường lại ghế host cho cả ba bạn để ba bạn có thể là thoải mái giao lưu với chàng trai tài giỏi này nha. Cảm ơn anh Khoa nha. Còn giờ thì bye bye à. Bye bye. Xin chào mừng anh Lê Ngọc Hải đã đến với tập 12 của Khởi động tuần mới trên Văn Lang TV. Thì với những thành tích ấn tượng và xuất sắc anh đã đạt được trong thời gian vừa rồi, thì Ngọc Anh xin thay mặt tất cả các bạn gửi một lời chúc mừng đến anh. Ok, cảm ơn Ngọc Anh và các bạn rất nhiều. Thì mình là Lê Ngọc Hải, hiện tại đang là sinh viên năm 3 của khoa Mỹ thuật và thiết kế của trường Đại học Văn Lang.
và có mặt ở đây chia sẻ cùng mọi người thì đó là một niềm vinh dự và may mắn của mình. Tụi em cũng rất là vui khi mà có thể trò chuyện với anh trực tiếp tại trường quay. Từ trước đến nay thì em luôn hâm mộ những bạn sinh viên cũng như là các anh chị có tài năng như anh vậy đó. Chỉ cần nhìn vào những thành tích ấn tượng của anh nè, cũng như là các bạn sinh viên xuất sắc khác đó, là tụi em như được truyền một ngọn lửa nhiệt huyết cho con đường thực hiện đam mê và ước mơ của mình luôn đó. Chính xác luôn. Vậy thì không biết là những cảm xúc của anh khi mà biết được là mình đạt giải cao tại vòng chung kết của cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới năm 2022 mà còn được làm đại sứ đại diện cho Việt Nam để đi thi vòng chung kết ở Hoa Kỳ nữa, thì không biết là cảm xúc của anh lúc đó như thế nào ạ? Thì lúc đó mình kiểu đứng hình luôn. Tại vì lúc đó là mình đang chạy deadline quán cà phê á, thì mai là nộp rồi, cho nên là lúc đó mình nghe tin xong mình đứng luôn đơ luôn, không biết là nên vui hay là nên vui mừng hay là chọn là cách chạy deadline tiếp. Thì mình chọn cách là vui mừng, thì vui rất là vui luôn, tại vì mình không nghĩ là mình sẽ đạt được giải nhất này. Năm ngoái mình cũng có thi nhưng mà mình kỳ vọng rất là nhiều ở năm ngoái, còn năm nay thì mình thi để kiểu thử sức mình lại coi, không kỳ vọng nhiều thì mình lại đạt được giải nhất. Thì đó là niềm vinh dự và may mắn của mình. Em cũng thấy vui cho anh luôn. Mà em mà là anh thì em sẽ dừng luôn deadline, ăn mừng 6 ngày 6 đêm. Mà anh Hải cho em hỏi nè, em tò mò một xíu nha, là không biết cơ duyên nào khiến anh đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới 2022 ha? Thật ra là qua page của Khoa. Thì thật ra mình biết đến cuộc thi này là 3 năm trước rồi, là lúc mà mình vào năm nhất. Nhưng mà lúc đó mình cảm thấy là khả năng mình chưa đủ, cho nên là mình quyết định là năm 2 mới đăng ký. Và đó là cơ duyên của mình. Em nghĩ là cái thông báo của Khoa thì rất là nhiều bạn sinh viên nhìn thấy, nhưng mà phải nắm bắt được cơ hội cũng như là cách anh làm đối với cuộc thi, thì các bạn sinh viên của chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội và tận dụng nó giống như anh Hải, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được những cái thành tích như mình mong muốn, đúng không ạ? Đúng như chị Ngọc Anh nói luôn. Mà anh ơi, em thấy là người ta nói là không có một con đường nào trải đầy hoa hồng, thì không biết là trong cái quá trình anh tham gia cuộc thi này thì anh có gặp phải những khó khăn trở ngại nào không, mà cách anh vượt qua nó? Cái khó khăn lớn nhất là về tiếng Anh, tại vì cuộc thi này là toàn về tiếng Anh thôi, mà còn là cộng thêm thiết kế nữa. Thì nhờ việc mình học ở trường, mình trau dồi kỹ năng ở trường qua các môn học, thì mình có thể vượt qua được cái khó khăn này. Nghe qua những chia sẻ của anh thì em mới thấy được là không có thành công nào mà tự đến với chúng ta, mà có khi phải đánh đổi bằng kiên trì, cố gắng hay là thậm chí là thất bại. Một lần nữa thì em xin chúc mừng anh Hải vì những gì anh đã và đang có được ngày hôm nay. Hiện tại như anh biết thì anh Hải đang là sinh viên năm 3, thì không biết là trong cái quá trình tham gia cuộc thi thì nó có ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực gì đến cái việc học của anh không ạ? Thật ra là tích cực nhiều hơn, tại vì qua cuộc thi này thì mình biết được đến, nói chung là các công cụ thiết kế về các phần mềm, các tính năng ẩn. Giống như là mình học Word với Excel thì cái tính năng nó kiểu như là mình nó đã có ở đó rồi, nhưng mà mình phải tìm lên Google mình tìm, đúng không? Mình tìm nó mới ra được những cái tính năng đó. Thì giống như là có công cụ ở đây là Adobe Photoshop hay là Illustrator, và nhờ đó mình có thể lựa chọn được, để bộ như là cắt ảnh đi, thì mình có thể đi từ chọn có thể nhiều option khác nhau cho cái việc cắt ảnh này. Cái sản phẩm đó nó cần gấp thì mình chọn quá trình A để làm. Thì nếu mà công việc nó dài đó, thì mình có thể dành thời gian hơn, mình tỉ mỉ hơn thì mình chọn quá trình B. Thì nói chung là nhờ đó mà mình có thể biết được cái tính năng của công cụ, mà tùy vào mục đích sử dụng mà mình có thể sử dụng hợp lý. Vậy thì như hồi đầu là anh có nói về cái chuyện mà đang chạy deadline, cái được thông báo là được giải nhất. Cũng như vậy thì không biết là cái cuộc thi nó có ảnh hưởng tiêu cực, có làm anh trì hoãn lại việc học của mình không ạ? Có chứ. Thì lúc đó mai là nộp rồi, cho nên là mình cũng dành ra một cỡ khoảng bao nhiêu phút đó thì để mình ăn mừng xíu, xong mình làm cho xong, xong rồi mình lại ăn mừng tiếp thôi. Nghe anh nói mà em cũng mừng thay luôn. Và ngoài việc tham gia các hoạt động cũng như là các cuộc thi ngoài trường thì kết quả học tập tại trường cũng vô cùng quan trọng đó nha. Vậy nên là các bạn sinh viên Văn Lang hãy nhớ là phải cân bằng hai thứ để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Và cuối cùng anh có thể gửi vài lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên cũng đang ấp ủ những đam mê hoài bão giống như anh được không ạ? Gửi tới các bạn sinh viên Văn Lang thì hãy đặt ra mục tiêu của mình và kiên nhẫn với nó. Thì thay vì mình đi từ 0 đến 100 thì mình có thể đi từ 0.1 đến 0.2, 0.3. Thì mỗi ngày một ít là được rồi. Và các bạn cũng nên cập nhật thông tin của Khoa thường xuyên, vì biết đâu cơ hội sẽ đến với các bạn thông qua các cuộc thi này giống như mình.
Ngọc Anh hoàn toàn đồng ý với anh luôn. Cơ hội thì luôn luôn đến, đặc biệt là trường chúng ta luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên. Quan trọng là chúng ta phải nắm bắt lấy nó các bạn ha. Và được biết là ngày 23 tháng 7 sắp tới, anh Hải sẽ có một chuyến đi đặc biệt làm đại sứ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Hoa Kỳ. Thì Ngọc Anh cùng Khởi Động tuần mới cũng như là Văn Lang TV xin chúc cho anh có một chuyến đi thành công và mang về thật nhiều thành tích tốt đẹp ạ. Em và các bạn sinh viên Văn Lang sẽ luôn ủng hộ anh hết mình luôn. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì ekip của Văn Lang TV cũng như là chương trình Khởi Động tuần mới có một món quà gửi đến anh thay cho lời cảm ơn. Thì em xin được gửi tặng đến anh. Cảm ơn Văn Lang TV và chương trình Khởi Động tuần mới đã tạo cơ hội cho mình có mặt ở đây và trò chuyện cùng với mọi người. Xin chúc các bạn sinh viên hãy giữ thật nhiều sức khỏe và trau dồi thật nhiều kiến thức để có thể tiếp tục hành trình của mình trên con đường khám phá bản thân và phát triển. Và bây giờ thì mình xin gửi lời chào tạm biệt đến các bạn sinh viên Văn Lang và hẹn gặp các bạn ở một cái dịp khác. Bye bye. Bye bye. Wow, nãy giờ đứng ở ngoài nghe anh chia sẻ mà nhiều khi Khoa vui lây luôn á. Phải nói là sinh viên tụi mình là phủ sóng mọi mặt trận luôn, quá là tự hào luôn á. Cũng giống như anh Khoa, ngoài tự hào ra em còn tích lũy được cho mình những bài học từ anh Hải nè để làm hành trang tiếp theo cho em. Không những nhận tin vui từ anh Hải đâu nha, mà sắp tới tháng 7 này trường chúng ta còn có một sự kiện vô cùng là sôi nổi và đặc biệt. Không chỉ nhận tin vui từ Hải đâu, mà sắp tới tháng 7 này trường chúng ta còn có một sự kiện vô cùng nổi bật luôn. Không biết có ai đoán được là sự kiện gì không ta? Khoa nè, Khoa biết nè, đó chính là lễ tốt nghiệp đại học cao học năm 2022 của các anh chị khóa trước đúng không? Quá chuẩn luôn đó Khoa ơi. Mặc dù lúc đó em chưa có vào trường, nhưng mà em xem được những cái clip TikTok viral hả, thấy mấy anh chị quậy tung sàn tốt nghiệp luôn. Người thì lộn mèo nè, người thì sụp tuyết hả, quá là vui, quá là rộn ràng luôn. Chính vì những cái clip viral trên TikTok đó mà Ngọc Anh còn phải suy nghĩ như thế nào để mà mình nhận bằng tốt nghiệp ấn tượng cho bằng các anh chị nữa. Và bây giờ để hòa cùng với cái không khí nhộn nhịp này thì xin mời tất cả các bạn của Khởi Động tuần mới chúng ta sẽ cùng xem qua những đoạn clip recap về những mùa tốt nghiệp của các anh chị những năm trước nha. Từ các năm trước mà em thấy các anh chị sinh viên Văn Lang quá ư là đỉnh luôn. Em còn đang nghĩ xem là nếu mà mình tốt nghiệp mình sẽ làm gì cho thật ấn tượng. Từ lúc vào trường đến giờ hả, em chỉ nghe các anh chị nè, các bạn kể lại thôi. Bây giờ được tận mắt chứng kiến luôn hả, không biết nói gì hơn ngoài hai chữ tuyệt vời dành cho lễ tốt nghiệp của trường chúng ta. Chính xác, mà như Khoa thấy nha, là dường như là sinh viên Văn Lang có một cái độ nhây truyền thống luôn á. Mỗi năm là có mỗi cái màn trình diễn rất là độc đáo luôn. Nhưng mà quan trọng là mình thấy được sâu thẳm trong các anh chị là luôn có một cái ngọn lửa nhiệt huyết mang tên là từng khoa của Đại học Văn Lang đúng không? Chính xác. Giờ này thì anh chị đang tất bật chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, còn Ngọc Anh thì chạy deadline cuối kỳ khóc muốn hết nước mắt luôn vậy đó. Thôi đừng buồn, đừng buồn. Thôi thôi anh chị đừng có buồn. Vậy nhân dịp này em xin mời anh Khoa này cũng như chị Ngọc Anh khám phá những địa điểm vô cùng đặc biệt để có thể kéo mút học tập lên nha. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không cùng chúng mình xách ba lô Văn Lang lên và đi thôi các bạn ơi. Thank you.
Hiện tại thì trường của chúng mình đã bắt đầu bước vào giai đoạn mùa thi giữa kỳ 3. Tiết trời thì cũng đã vào hè, với cái không khí vô cùng khó chịu và nắng nóng như bây giờ, cộng với deadline chồng chất thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ khó để có thể hoàn thành tốt công việc cũng như là học tập nè. Cho nên là ngày hôm nay mình ở đây chia sẻ với các bạn top 5 quán cà phê mà các bạn vừa có thể thư giãn, vừa có thể đọc sách rất là gần trường mà giá nước thì lại vô cùng phải chăng. Và ngay bây giờ thì chúng mình cũng bắt đầu luôn nha. Địa điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là quán The Sway, một không gian học tập và làm việc vô cùng thoải mái và tiện nghi. Tọa lạc tại số 203-38A đường Đặng Thùy Trâm. Với không gian yên tĩnh, ánh sáng ngập tràn và có cả các thiết bị văn phòng hiện đại, bao gồm máy in, dịch vụ thuê phòng họp thì The Sway chính là không gian lý tưởng để chúng ta có một buổi họp nhóm trọn vẹn. Về nước uống thì ở đây có giá cả khá hợp lý, dao động từ 28 đến 38 ngàn đồng, phù hợp với tài chính của các bạn sinh viên. Thông tin thêm cho các bạn là quán sẽ được mở cửa từ 8 giờ cho đến 21 giờ 30 mỗi ngày, nên là các bạn cứ tới gọi một ly nước, gọi thêm một phần bánh là đủ để sẵn sàng chạy deadline cả ngày rồi đó. Đến với địa điểm tiếp theo nằm ngay đường Phạm Văn Đồng, Castle Day Coffee sẽ là một điểm đến thú vị mà khởi động tuần mới muốn giới thiệu đến các bạn. Castle Day Coffee cho các bạn sinh viên một không gian học tập yên tĩnh, nước uống đa dạng. Quán được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, kết hợp với âm điệu của những bản nhạc du dương, giúp chúng mình thoải mái hơn, tăng cường hiệu quả học tập và làm việc. Giá ở đây dao động từ 28 đến 65 ngàn. Chỉ với một ly nước các bạn đã có cho mình một không gian làm việc và học tập thoải mái rồi nè. Địa điểm thứ 3 trong top 5 ngày hôm nay chỉ cách trường vài phút đi bộ, đó chính là Chen Coffee nằm tại 1/48 Đặng Thùy Trâm, phường 13 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian quán được bố trí một cách bắt mắt và được tích hợp đa dạng đồ ăn nước uống. Quán rộng rãi và có không gian yên tĩnh phù hợp cho các bạn sinh viên học tập và làm việc cả ngày. Giá cả ở đây thì khá hợp lý với túi tiền của sinh viên chúng ta. Chỉ từ 25 đến 50k là các bạn có thể có những món nước và bánh ngọt siêu ngon. Quán sẽ được mở cửa từ 6:30 cho đến 22:30 mỗi ngày. Đậu Coffee là địa điểm tiếp theo mà Quỳnh sẽ cùng với các bạn ghé thăm. Cách trường đại học Văn Lang chúng ta khoảng 5 phút di chuyển bằng xe máy. Quán nằm ở số 401/4 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ phù hợp với việc học tập, quán còn có thiết kế độc đáo, giúp cho các bạn sinh viên vừa có thể thư giãn, vừa có thể tận dụng không gian ở đây để chụp hình sống ảo nữa đó nha. Đặc biệt là về nước uống và các món ăn thì được phục vụ vô cùng chất lượng luôn. Ăn xong là thấy như được bổ sung năng lượng để học tập, mà giá cả thì dao động từ 35 đến 60k thôi. Đây quả thật là một địa điểm vô cùng lý tưởng đúng không nào? Và địa điểm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn, một vị trí xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đó là quán Caffeine Coffee 911 Thiên nằm ngay đối diện cổng chính trường chúng ta. Cụ thể là ở số 82A đường Đặng Thùy Trâm, phường 13 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cách trường chúng ta vài bước chân, đến đây thì các bạn có thể dễ dàng học tập mà không cần phải di chuyển xa. Không gian học tập rộng rãi, mát mẻ, nước uống ngon miệng, giá cả hợp lý, dao động từ 25 tới 40k. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn top 5 quán cà phê gần trường, giá cả phải chăng mà lại có một không gian vô cùng thoải mái và dễ chịu. Chúc các bạn sẽ trải qua một kỳ thi thành công với thật là nhiều điểm A cộng nha. Bye bye! Cảm ơn host Như Quỳnh rất nhiều, thông tin này quá hữu ích với Ngọc Anh luôn. Phải nốt liền để sau số phát sóng này còn đi học nhóm với bạn bè nữa. Chính xác luôn, và đây là một thông tin rất bổ ích dành cho những bạn sinh viên mà muốn tìm kiếm không gian học tập phù hợp. Và nếu mà các bạn muốn trải nghiệm những không gian mà chúng tôi đã gợi ý ở trên thì các bạn hãy thử xem nó có hiệu quả hơn không nha. Để khởi động tuần mới của chúng ta trở nên sôi động hơn thì không thể thiếu những hoạt động thú vị sắp tới của Văn Lang đúng không nè. Vậy thì hãy cùng tụi mình đến với tâm điểm tuần mới.
nhằm tạo cơ hội để giảng viên, sinh viên khối ngành sức khỏe và các khoa khác của trường Đại học Văn Lang có cơ hội giao lưu, cập nhật kiến thức về kinh nghiệm phòng chống HIV/AIDS trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Vào ngày 23 tháng 7 sắp tới đây, khoa dược sẽ phối hợp cùng các đơn vị khác tổ chức hội thảo Lesson from HIV/AIDS: Strengths and Weakness from Response to COVID-19 tại hội trường N2T1, cơ sở chính. Đặc biệt còn có sự góp mặt của giáo sư François Barsikosi, là người đoạt giải Nobel Y học năm 2008 với vị trí diễn giả của chương trình. Hãy cùng khởi động tuần mới Tech Note lại để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng này nha. Với hệ thống giáo dục đào tạo chất lượng của trường Đại học Văn Lang, nhiều năm qua trường chúng ta đã có không ít cựu sinh viên đạt được nhiều thành công nổi bật tại các lĩnh vực khác nhau. Chính vì lẽ đó, trong thời gian sắp tới, Văn Lang TV sẽ khởi động một chương trình giao lưu thú vị cùng cựu sinh viên Văn Lang, hứa hẹn đem đến những bài học, những chia sẻ đầy bổ ích cho hành trang sắp tới của các bạn sinh viên. Hình mẫu của các anh chị cựu sinh viên Văn Lang sẽ là nguồn cảm hứng vô tận, tiếp thêm động lực cho các thế hệ sau. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay theo dõi Văn Lang TV để cập nhật những thông tin cần thiết về podcast siêu hấp dẫn này nha. Và bây giờ thì thời lượng của tập 12 của Khởi động tuần mới đã hết rồi. Xin được chúc cho các bạn sinh viên Văn Lang có thật nhiều năng lượng trong một tuần làm việc đầy chất lượng. Và cũng đừng quên theo dõi những hoạt động sắp diễn ra của cộng đồng Văn Lang trong tuần này nha. Cuộc hẹn hàng tuần với khung giờ phát sóng quen thuộc là 8 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Văn Lang TV sẽ luôn chờ đón các bạn. Còn bây giờ thì xin chào.